No. Yes. Xe nghe Jeep của Rick AC. Quần đẹp thế. Xe nghe Jeep của Rick AC. Còn bên là Min. Quả bao 8. Nghiên thủ dũng con trong cánh. Ơn rời. Đây là cho son đầu cánh. Vô thường cầm Max C. Và Tôm cầm Roman. Bên mình có Max C. Tôi nhìn thấy bên người bạn có xe có AC rồi. Có cả Jack và có... À xe, có xe nghe Jeep rồi. Và dường như có cả Jack và cái gì gì đấy nữa đây. Vâng, đánh với các cầu thủ trẻ với cái DB này thì quánh càng lâu càng tốt. Quánh càng lâu là và đội bạn là tù ngay rồi. Xe nghe Jeep của Rick AC. Còn tên trận này thì Rick và Johnson cân nhau. Quần đội bạn đẹp quá. Không kiểu gì ra cân được. Tính mãi nhầm kiểu gì không cần nổi. Xe nghe Jeep Greg AC. Còn đây là Gunny cho son. Tôi nhầm mãi nó vẫn không ra cân được. Chia kiểu gì không cần nổi. Vâng, bài cái tủ dũng con là một bài mà đồ ăn thì rất là đều hề. Nhưng mà không có rừng, toàn rừng dừa. Nhưng mà anh đánh cung A thì cái việc rừng nó cũng không quan trọng lắm. Nó chỉ để cho anh có thể cơ cấu được nhà thôi. Bên kia thì Tôm. Tôm khoảng hơn 2 dân rồi. Nên việc mà Tôm yếu và Tôm không thi đấu lâu là chuyện bình thường thôi. Quân đội bạn đẹp quá. Xeng này, Egypt này, Greg này, AC. Và xeng của cái thủ màu 1. Egypt của màu 3, Greg của màu 2. Và AC của màu 4. Trận này đội bạn ấy dâng Nga toán loạn đây cho mà xem. Bài Dũng còn khỏe lắm, 5 voi quả phụ cơ. Nhưng mà thế lại không có thế xấu. Một hit. Hai hit. Gunny cho son. Chắc là kích đời với 22 dân rồi. Trận này đội bạn bắt đầu là chơi kiểu là triệu hồi minh hoan luôn. Vâng, truy tìm tượng Phật. Cứ minh hoan mà đánh. Dân Nga điên cuồng lên. Và cứ tìm nhà Dũng Con mà đánh thôi. Mà cái bài đủ Dũng Con nó xấu như thế thì lại khổ. Lại gặp đúng ông Sen, ông nào cũng công tê, một giò một tê vào, chắc là chết luôn mất. Gần đi bài cũng không phải là quá đẹp. 22 dân, Sen của ông thủ nông 1 đã nhảy đời. 23 dân 9% dâng L rồi. Sen dâng L rồi. Sen dâng L khả năng AC đầu cánh.
Xe của nó một dâng lờ với AC đầu cánh rồi. Tôi chỉ sợ nhất cái bài xe dâng lờ thôi. Cái xe đánh cùng thì chả ăn thua lắm. Xe dâng lờ để AC đầu cánh thì nó lù cánh là siêu nhanh. Bài này thì Gunny sẽ kích rồi tầm 13-5 13-5 với 22 dân của cho son. Max C của tụi vô thường. Bài này vô thường kích ở 11. Còn Tom 24 dân cũng kích đầy rồi. Bài chết 2 dân, Tom đánh 26 dân một kích cuối 10. Kinh đấy. Công thức 26 trừ 2. Có công nghệ gì không? Rồi. Có nâng luôn cả thủ không? Rồi. No 1 Dion Bomb đã có giò trên bản đồ. Và không biết là màu 1 gần nhà cái thủ màu 6 hay gần nhà màu 7 này đây. Tôi mong là gần nhà màu 6. Chứ gần nhà màu 7 này thì đầu cánh đấy, thấy chọc rồi. Màu 2 đây. Đây là Egypt. Ở Egypt, ở đây không phải. Gzach của thủ quà tặng cuộc sống đầu cánh màu 6. Thế là Tom gặp màu 1 rồi. Đây là AC chuẩn luôn. Đây là Egypt đây. Vâng ạ. Egypt. Đây là Egypt. Thế là còn một AC trong cánh nữa. Không biết là Xiang Dương L là cánh nào đây. Xiang Dương L chéo cánh để cho một mình Grick đánh cùng rồi. À Grick đánh chém cận cánh đi sớm thế. Vâng, Xiang Dương L chéo cánh. Tôi nghĩ là như thế. Egypt lên sớm. Xiang Dương L chéo cánh để cho một mình Grick của dù chip boy cân cánh. Tương đối dễ đánh cho đội bạn rồi. Bài khung rộng kinh điển đến từ Bouver. Và vào đây là không cửa ra rồi. Vô thường 19. Không biết là ai dâng cái gì mà đã fit rồi. Đâm. Ở đây là AC luôn. Xương 3 chưa? Chắc là đang lên rồi. Ôi lộ thế. Màu 1 dâng lờ chéo cánh đấy. Màu 1 dâng lờ chéo cánh luôn. Gunny đang chọc vào nhà màu 2. Cả năng màu 2 tên này không chuẩn ở năng màu 2 con oảnh nữa. Cẩn thận con phù ra. Tôi thiêu được con dân nào thì hai con dân đấy đi. Đang đợi vô thường đen. Ôi không kịp đen. Tiểu Bạch Long biết ngay là dâng lờ chéo cánh. Không hiểu, không phải dâng lờ chéo cánh, dâng lờ thẳng cánh luôn. Vừa quá tự tin với cái bài mình đánh cùng đầu cánh. Thế mà một dâng lờ thẳng cánh quýt. Và tỷ số là 2-1. Quần quá lệch.